Ok ok, tôi mừng thế giới số mới. Hiện tại là shop tôi lấy 3 đập thẻ thì anh đang nằm 100k, cái lần 300k anh đang có hồi nhiều cơ hội hiện nay ở shop của tôi. Thì cái lần shop mình để trong mô tả phần lượng phía dưới anh em. Ok, bạn vô mà vô. Ok, hello mọi người nha, mình là Lê Bình Gamer Gamer. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video, mình sẽ ngồi lại mình reaction một cái highlight ở trên điện thoại. Cái thời gọi là cái thời trẻ trâu mình nha em, cái thời mình còn bắn iPhone 7 Plus anh em nọ. Wow. Thì anh em cùng đón xem clip của mình nha. Thì trước khi xem video này nhớ like, ký kênh nội nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Ok, và bây giờ mình sẽ vô clip với anh em nọ. Đây là highlight Free Fire, những pha kéo tâm hay vãi cái nồi mừng năm mới 2020 sự comeback cực gắt LBG. À, cái quả cáp đúng trẻ trâu anh em ơi, hay vãi cái nồi mới chịu à, thua. Ok, bây giờ thì cùng vào clip với anh em. Ok, gì vậy? À, cái lúc này mình giết được cụ tứ anh em ơi, lúc này là mình giết được cụ tứ, nhưng mà không biết pha ke hay là real nữa. Nhưng mà cái thời này là tôi chơi chung với lại cụ tứ rồi anh em, nói chung là tôi giết được thì tôi đi tôi trẻ trâu mà, cái thời trẻ trâu mà giết được cái mừng anh em cũng ghép gì nữa, trẻ trâu vãi nồi anh em mà. Ok, coi anh em để coi như nào nha. À, hello. Uầy, tính ra cái logo này của tôi là hồi xưa là tôi tự làm luôn anh em à. Đây, cho anh em coi lại cái logo này. Thì nói chung là cái highlight này rất là lâu nha anh em. Từ cái thời, để tôi coi ngày mấy nha. Thì cái highlight này là từ ngày, từ để tôi coi phát. Đâu rồi, cái ngày ấy đâu ta. Cái ngày, à đây, ngày 1 tháng 1. Ngày 1 tháng 1 là đầu năm luôn anh em ơi. Đầu năm, ui, tính ra clip này là đầu năm 2020 luôn anh em. 1 tháng 1 luôn kìa anh em, được hết nha. Ok, sẽ coi với anh em, ok. À, mày đù ghê ta, đù, ôi chạy ghê vậy, ôi hồi xưa tôi kéo tâm pha mát đỉnh vậy, kéo tòng mồm luôn em, quái trưởng gì con bé tin là bây giờ đi học rồi má, đúng rồi trẻ trâu luôn em ạ. Rồi ở đâu, ui hồi xưa tôi kéo tâm pha mát đỉnh gì mà ông nhắm luôn kìa, quái trưởng áo ma cara vậy, trời ơi ghê vậy. Ôi hồi xưa tôi bắn pha mát tôi kéo tâm ông nhắm toàn đầu vậy. Ôi trời má, giờ mình ngồi mình coi lại cái clip này nó phê cái như nào anh em mà, hề đúng phê luôn em, đù rồi với được con hàng cũng ghép cho clip nữa má, đúng là cái thời dễ trâu mà, đồ tàu mồm ta, quá sọc trời ơi. Hai còn kêu đứng, lúc này còn kêu đứng, hay đù má ghê dữ ta, trời ơi. Ui hồi xưa bắn tàu mồm luôn ơi, còn 11 máu à, hồi xưa tôi bắn điện thoại gì tàu mồm như ba. Hay tính ra lâu mình ngồi coi lại mấy clip hồi xưa đúng đã luôn em à. Hề, có cái kênh này giữ cái kỷ niệm dùm một đầu, hai đầu. Ui, cần bố luôn hả? Gớm vậy? Được em ơi. Trời. Đù. Á, hồi xưa tôi đứng tâm tàu mồm anh em à. Ảo ma, vậy sao giờ bắn gà dữ người ta, gì kỳ cục quá vậy. Ờ, thằng này gục, này. Má đúng là con gà lấy bình mà. Có thằng gục gạt cũng xong. Đù. Trời, xấy màu bê full đỏ vậy trời. Hồi xưa là chưa có C7 anh em à. Hồi xưa là cái thời này là cái thời cái ngày đăng clip là cái ngày đầu năm mới, đầu năm 2020 anh em. Wow. Đồ, xử lý là kinh ta. Được nha, được nha. Ha, lâu lâu rồi có lại đã với chữ anh em à. Thì các bạn nào muốn yêu thích mình reaction không thì em nhớ comment phía dưới nha. Thì bạn nào muốn tôi reaction clip là hả highlight đầu tiên của kênh này, kênh Lê Bình comment tôi á, thì anh em comment phía dưới cho tôi biết nha anh em. Thì bạn nào muốn tôi làm về chủ đề gì anh em nhớ comment phía dưới luôn, nói chung là anh em comment nhiều lên. Thì ở clip này thì những bạn nào comment như là hả có những cái lời chúc tôi hoặc là cái gì các kiểu đó anh em kèm theo đi thì tôi sẽ đặt kêu vui cho anh em nha anh em. Trời ơi trời, đù đẳng cấp á, ghê dữ ta. Anh tính hồi xưa đó cũng kinh phết đấy chứ anh em, mà sao giờ bắn gà vãi nọ không biết nữa anh em à. Hồi xưa là cái hồi này tôi còn ở GK này, mà GK là gác kiếm ấy. Hồi trước thì tôi chung team với lại Du Lý rồi nè, rồi Ma, rồi Cú Tứ rồi anh em, bắn quýt rồi anh em. Đó, team GK, team gác kiếm anh em à. Đồ, càng sọc kinh rồi sụt dữ ha. Đồ, Du Lý rồi dữ ha. Đó, đẳng cấp. Từ từ anh em à. Trời ơi, bắn gì tâm kim chân vậy? Trời ơi, bắn gì toàn vàng cái kia. Mới được mới pha đầu 22, bắn toàn vàng luôn. Cú Tâm ơi. Đồ. Cần 3, cần 4 rồi cũng kinh phết anh em à. Một hàng ơi, một màu ơi, đồ tôi nhanh thôi ha. Cái họ này tôi edit bằng điện thoại luôn anh em à. Kiểu như là cắt ghép hay gì anh em, là tôi không có edit riêng. Thì bây giờ là tôi có edit riêng rồi cho nên là nó cũng đỡ mệt anh em. Hồi xưa là tôi bắn, tôi tự cắt ghép bằng điện thoại anh em mà, chứ tôi không có edit riêng anh em. Đù. Trời ơi, hồi xưa bắn cần 3, cần 4 kinh dưới ta. Trời ơi, cầm G18 bắn bay đỏ cũng ghép vô clip nữa. Đúng là cái thời trẻ trâu quá khác anh em. Mà tính ra cái thời trẻ trâu này là tôi chơi game hơi bị dữ nha, tôi nói thật. Cái thời trẻ trâu này tôi chơi game đúng dữ luôn.
Thì bây giờ tôi quá chơi game này rồi, tại vì tôi còn nhiều công việc anh em đấy. Nhưng mà cái hồi trái châu này là hả? Ê, phải từ. Dài ơi, bình của Ngọc dài ơi. Đúng là cái hồi trẻ châu yêu đương trai gái mà. Trời ơi, má bình của Ngọc nữa, hết chấm thì chứ. Thôi, hy vọng Hiền Tây đừng coi được video này. Hy vọng Hiền Tây đừng coi video này nha. Hiền Tây ơi, đừng coi video này nha. Video này coi như là anh em đừng có tag Hiền Tây cho anh em. Thôi toàn. Bạn nào tag Hiền Tây là giết tôi đấy. Anh em đừng có tag Hiền Tây nha, alo. Đồ, giúp tao mà giữ nha. Đừng tag Hiền Tây với mấy ông. Xử lý đầu kênh ta. Tính như hồi xưa tôi bắn nhiều dữ lắm anh em. Cái hồi này tôi nói thiệt với anh em là tôi bắn gì là tôi nói. Lại là bình của Ngọc. Đừng có tag Hiền Tây nha mấy ba. Trời ơi trời, đừng có tag. Đù, tàu mồm ta. Bắn hồi xưa bắn tàu mồm trời. Hồi xưa anh em biết sao không? Cái hồi giải châu anh em là khi nào anh em thấy góc bên trái không là có ba thằng đội gục phải không? Nó gục hết phải không? Là cái cơ hội tốt nhất cho tôi thể hiện anh em à. Tại thì lúc này tôi chơi chung với ai ta? À Vũ Lý. À. Đù, đẳng cấp. Má bắn ghê ta. Hồi xưa đoán đúng ghê luôn em mà, hồi xưa bắn ghê quá trưởng. Còn xử lý highlight không à. Trời đó. Á đồ, đẳng cấp chưa? Anh em thấy đẳng cấp thì anh em cho tôi xin một like và đừng ký kênh hồi nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì mình sẽ cố gắng rồi là phát triển rồi là ra những video hay hơn cho anh em xem. Đù cân bốn chúng ta ghê ta. Thì nói chung là các bạn muốn mình làm video gì thì anh em phải comment phía dưới cho tôi biết anh em, chứ anh em mà không comment là tôi không biết đâu anh em à. Đấy, để cho mọi ngày hôm nay tôi muốn cùng ngồi lại với anh em ghé sình lại. Ui, hồi xưa tôi bắn cân 3 cân 4 không anh em à. Ui, ra đạn làm vào đầu anh em à. Tính hồi xưa với hồi nay nhiều một nha. Hồi xưa thì bắn cũng cái đạn vào đầu, hồi nay bắn cũng cái đạn vào đầu không, nhưng mà sao mới nói xíu bắn vui dẹp vậy ta. Cục một nè. Xử lý. Đặt keo. Chú Tâm. Hay, nhảy cái bắn luôn. Hay, cục ba nữa ơi. Cân 4. Đẳng cấp. Hồi xưa xử lý đỉnh vãi nồi nè mà hề. Ui, AK này, AK giấm hanh này. Ui, tính ra tôi nhìn lại mấy clip hồi xưa này. Trời ơi. Má hồi xưa tôi bắn AK toàn mồm đi trời. Vãi cái chưởng anh em. Hồi xưa tôi bắn AK toàn mồm luôn. Trời ơi. Chùm đỏ luôn. Ghê vậy. Ôi tính cái hồi xưa tôi bắn cũng dữ hết chứ. Trời ơi. Hồi xưa bắn điện thoại hơi dữ đấy. Thề. Rồi full vàng luôn rồi. Ê. Đù. Xử lý gì chỉ nồi kinh dữ ta. Má sao giờ bắn ngu dữ ta. Sao nghĩ là hồi xưa với giờ tôi muốn về hồi xưa quá. Mà tính giờ không biết ai có này giống tôi không, nhưng mà tôi thấy là bây giờ anh em chơi game hồi xưa vui hơn bây giờ nên mà bây giờ tổng hát với lại đồ chơi được không anh em ạ. Có anh em nào cảm nhận với tôi không? Anh em nào cảm nhận với tôi thì anh em comment phía dưới nha. Thì tôi thấy là chơi game hồi nay á anh em nó chán chơi game hồi xưa nhiều. Hồi xưa còn cày, hồi xưa còn chỉ khó cày anh em. Hồi nay là tôi không thèm cày game luôn. Hồi nay là tôi không thèm chơi game luôn anh em, nhưng mà anh em có công nhận không? Bạn nào công nhận nhớ comment phía dưới nha. Trời bắn mấy hàng AK hả? Ủa cũng full đỏ không phải chứ. Có này là cảm nhận với tôi không? Bạn nào cảm nhận tôi thì nên comment phía dưới nha. Đó. Thì chung thì bạn nào nói bạn nào muốn gọi là hả chơi game hồi xưa vui hơn hay là chơi game bây giờ vui hơn anh em mà đó, nên nhớ comment phía dưới nha. Nó tính ra nó coi cũng cuốn phết chứ. Hồi xưa mà tôi nói thiệt với anh em là có mấy cái highlight này phải gọi là đỉnh cao anh em mà. Cái này là highlight tôi đập trung gan không mà tôi đi solo xì quá rồi không anh em đấy. Có hồi xưa có một cái đoạn highlight cân 4 rất là khó này, rất là hiếm luôn. Thì bạn nào chơi game từ xưa giờ thì em biết. Má bạn tính ra cũng hồi xưa bắn đỉnh thiệt anh em mà. Thật, anh em có công nhận tôi không? Hồi xưa tôi bắn gì được vậy đỉnh dám đỉnh thôi anh em, thôi đỉnh cao chứ. Ôi. Kinh ta bắn gì tò mò ta. Uầy, hồi xưa tính ra tôi chơi với nhiều idol phết anh em mà. Hồi xưa tính ra tôi chơi với nhiều idol phết đấy. Chắc qua một phần cũng do kỹ năng đỉnh cao cá nhân của tôi thì nó cũng phải. Đù. Nó vô đầu áo vậy. Đù. Kéo tò mò ông nội. Sao lối kia bên. Đù, xử lý đồ ngồi dữ ha. Đù. Đẳng cấp. Bắn luôn. Mày. Đù. Nó hồi xưa sao xử lý đỉnh như ta. Trời ơi, tò mò kìa. Có anh em nào coi cứu chúng tôi không? Chứ tôi coi nó bị cuốn vãi cái nồi anh em ơi. Không biết có anh em nào coi cứu chúng tôi không? À, tự nhiên cái mình ngồi mình nghĩ xình lại clip hồi xưa của mình thì mình thấy cảm giác nó vui vui như nào anh em à. Uầy, bắn tính ra hồi xưa mình bắn cũng hay quá anh em. Tính ra hồi xưa bắn cũng hay quá. Cái này là bắn iPhone 7 Plus anh em à. Cái hồi này là bắn iPhone 7 Plus. Rồi một thời gian sau tôi nói là iPhone 10 hay sao ấy. Rồi từ từ tôi mới làm, tôi kiếm tiền, tôi cũng tự mua điện thoại luôn anh em à. iPhone 10 đó là của bà nội tôi cho. Còn cái iPhone 7 Plus là của mẹ tôi mua cho tôi. Trời bắn mẹ AFK kìa. Trời ơi, cái thằng kia đứng yên bắn. Trời ơi, cái thằng kia đứng yên bắn không giống đâu nội. Trời ơi, sao có nhiều pha xử lý đỉnh cao, nhiều pha xử lý ngu với ta. Ủa mà tính ra bắn toàn mồm không anh em mà đùa đâu anh em. Đù, ghê ta.
Hồi xưa là tôi chơi rất là nhiều idol luôn nè, tôi chơi với game thủ chuyên nghiệp hiện thời nay luôn ấy. Thật, hồi xưa tôi chơi chung nhiều lắm. Tại vì hồi xưa anh em là kiểu như đó là, trời, hồi xưa vốn nhắm gì tông mà không biết trời. Tôi coi, không biết anh em nào giúp tôi không, chứ tôi coi clip về sau tôi muốn combat điện thoại vãi cái nồi nè mà. Tôi muốn combat lại điện thoại vãi. Ui, hồi xưa tôi bấm iPhone 7 lối gì tông mà không trời. Đù, trời ơi, bắn shotgun 5 viên mà gì bắn shotgun 2 viên, bắn 2 viên bỏ nè mà. Đù. À cái lúc này là hình như là tôi hết tay, tôi không nhớ nhưng mà à đúng rồi, ông mà tắm nợ anh em, ông mà tắm nợ bên nước ngoài, tôi thấy người ta bắn hai viên bỏ ra rồi tôi bỏ luôn anh em à. Đỉnh thế nhờ, được thế. Hay. Ui. Ôi trời. Tôi bị ảo game, ta bắn hai viên bỏ ra chi vậy trời. Chứ tôi đè luôn là chết luôn rồi. Đúng lần bình ảo game mà. Đâu. Vậy là có highlight ấy à. Tông rồi nè. Tông mày luôn. Trời ơi, hồi xưa bắn được gì là đỉnh cao lắm, mà đấy anh em không đùa đâu. Ấy hồi xưa cân 3 cân 4 như thế là phải gọi là đỉnh cao vãi cái chỗ luôn anh em à. Không đùa đâu anh em. Rồi anh em bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Nó vẫn xử lý như bình thường. Hay. Lách vô bắn, nhảy ra bắn. Bắn, 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 bắn. Hay. Thằng kia bắn hơi ngáo nên là không biết được tôi. À, hay, đẳng cấp đỉnh cao. Đù, lạng lạng rồi ha. Rồi vậy cứ sổ rồi ha, rồi nhảy vô bắn nè. Vô. Trời ơi, đi nguyên vòng chứ chạy cái cửa sổ kế bên không đi. À bắn thằng ngoài à, đồ. Này như hắc map vậy ha, biết vị trí hết luôn ha, giữ ha. Rồi nhảy cửa sổ nè, vô. Vô, quốc, bắn, bụp 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 hộp hết luôn. Ô, mày mày, đồ, full vàng luôn, đẳng cấp. Rồi xuống bắn kia luôn, xuống giúp tâm kia luôn. Giúp tâm đó, kệ kệ vậy chứ mà kệ, giúp tâm đó. Hay quá bà ơi, đẳng cấp luôn, một vàng vỗ tay cho level luôn. Má, xử lý cồng kềnh vãi nồi nè. Má, xử lý đúng cồng kềnh luôn ấy. Mồi xưa bắn gì đỉnh cao lắm anh em ơi, không đồ đâu. Có gì vậy? Hết rồi hả? Đâu? À hết rồi anh em ơi. Đó thì nói chung thì lâu ngày mình coi lại, nói chung cũng rất là hay, nhưng mà tính ra hồi xưa tôi bắn kinh đấy anh em ạ. Ui. Đây qua clip của anh Bo rồi. Đó nói chung thì mình sẽ kết thúc clip tại đây nha. Thôi tất cả mọi người nha. Thì cảm ơn mọi người xem hết video của mình. Thì anh em nhớ like và đăng ký kênh thôi nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Ok. Anh em có yêu cầu muốn mình làm clip gì anh em nhớ comment phía dưới nha. Cho anh Hiền Tây hay là cho anh Quý Mỡ, là muốn làm bất cứ clip gì anh em cứ comment phía dưới. Ok. Bye bye tất cả mọi người. Và mọi người bây giờ làm sao. Bye bye.